Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bắt tạm giam Trương Thị Lệ, trú huyện Đại Lộc của tỉnh này để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức biêu hụi. Từ năm 2010 đến năm 2013, Lệ đã tổ chức các dây biêu. Từ năm 2013 đến năm 2023, Lệ tăng dần các dây biêu và các phần tham gia, thời gian 10 đến 13 tháng, số tiền góp dao động từ mức 1,5 đến 6 triệu đồng. Tuy nhiên, Lệ lại không tổ chức cho người chơi đấu biêu hàng kỳ mà tự đưa ra mức lãi cho từng người chơi biêu. Đầu năm ngoái, Lệ tự đưa ra các dây biêu khống, đồng thời thông báo là có các dây biêu và số phần tham gia thật để người chơi đóng tiền biêu hàng tháng và bị Lệ chiếm đoạt. Từ năm ngoái đến tháng 6 vừa qua, Trương Thị Lệ đã chiếm đoạt của 26 người chơi biêu tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.